Kính chào quý vị và các bạn khán giả thân mến nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại channel của mình với tháng 12 năm 2020, cũng chuẩn bị là tháng cuối cùng của năm rồi. Thì hôm nay là Hòa khởi động video đầu tiên trong tháng 12 này cho mọi người cùng xem. Thì hôm nay thì giới thiệu video nội dung gì thì mọi người nhớ đón xem nhé. Nhưng đặc biệt hôm nay Hòa chia sẻ với mọi người một nội dung rất hay. Thì không biết bà các bạn nghĩ sao nhé. Thì thường mọi năm Tết về thì Hòa cũng đi mua rất nhiều bông hoa để về trưng Tết, như đặc biệt là bông thọ này mọi người, như đặc biệt là bông thọ, thứ hai là bông bông cúc màu gà, thứ hai là bông cúc và những cây khác, như là những một số bông khác để về trưng Tết. Nhưng sau Tết khoảng tầm vòng 10 ngày nửa tháng hoặc là một tháng sau thì những cây đó bắt đầu khô héo và chết đi, thì không còn chơi được nữa, nhưng lại bỏ ra một số tiền rất là nhiều, cũng vài trăm nghìn đến 1 triệu hoặc 2-3 triệu bạc để dùng mua hoa Tết nhá. Nhưng hôm nay thì Hòa giới thiệu cho mọi người một số loại bông để mình có thể chơi Tết mà có bông rất là nhiều, mà các bạn yêu thích bông màu gì thì đều có nha mọi người. Mọi người theo dõi để xem hôm nay cái nội dung gì để giới thiệu cho mọi người cùng xem, để có cái bông mà mình chơi Tết cho mọi người. Trong những cây mỹ cam mà Hòa yêu thích này đang lỗ bông, tầm khoảng vài chục cái bông nhá, đang nhỏ, đang nụ này, cũng chưa ra nhiều. Thì hôm nay Hòa cũng quay sơ để mọi người cùng xem tham khảo cái bông trang mỹ cam này có gì hay hấp dẫn mà mọi người trên mạng đang đua nhau tìm mua để về chơi nhá. Thì bây giờ đây Hòa quay sơ mọi người cùng xem, hiện tại đang lỗ bông rất nhiều nhá. Mọi người theo dõi video đừng quên ủng hộ cho Hòa một like, một subscribe, đăng ký kênh Hòa càng ngày càng phát triển nhá. Cây nhỏ nhưng là bông lỗ rất dày nhé, nhiều này, đây nụ này, đang chuẩn bị nụ lỗ bông này nhiều lắm nha mọi người. Đây rất size dày bông này, cực kỳ đơm bông luôn, size bông luôn. Đây là hàng trang mỹ cam chính tông nha mọi người. Đây bông cực kỳ nhiều, tầm khoảng 30-40 cái bút này rồi. Đây mỹ cam chính tông chín hiệu luôn nhé, cực kỳ đẹp. Còn một số này thì chưa lỗ nha mọi người, hiện tại là lỗ miên một lỗ mi cam này chưa lỗ này. Đây số mi cam chưa lỗ, bây giờ mình theo những cây khác nhé. Đây chào tất cả mọi người nhá, hiện tại sau lưng Hòa đây là một cây mi cam, cam hiện tại đang cao quá đầu Hòa này, cái Hòa di chuyển lại gần nhá. Đây cao gần bằng đầu Hòa nhá, đang lỗ bông. Đây một số bông của hoa mỹ cam nhé, trang mỹ cam, người gọi là trang mỹ, đặc biệt là tên mỹ cam hiện tại giá trên thị trường rất đắt nha mọi người. Hòa sẽ quay ngược video lại, quay từ thân lên cho mọi người cùng xem. Thì cây này thì một thân một cốt nha mọi người. Đây hiện tại cây này vừa lóng tay này, đây nằm tới chừng này, đây một cốt nha mọi người, đặc biệt là một cốt tròn luôn. Đây góc thì Hòa không bươi ra cho mọi người cùng xem nhé. Đó, cao tầm khoảng 60. Qua cao tầm khoảng 60 thì có một vài nhành được đâm thẳng lên. Đây có tất cả là 3 nhành này, còn một số nhành này thì đang chuẩn bị lỗ bông này. Đây là cái bông cam. Đây là bông trang cam mỹ, mỹ cam. Đây mà đang trên thị trường đang rất hot đây, cho nên bây giờ thì họ quay review cho mọi người cùng xem nhé. Một số hiện tại đang đâm chồi lỗ bông rồi. Đây để quay mọi người cùng xem nhé. Hiện tại thì trên bông này, mình kiểm tra trên bông của nó đây, cực kỳ dày nha mọi người, đây rất là dày luôn. Bông trang mỹ cực kỳ dày. Đây các bạn xem nhé. Đây là một trong những top của bông trang mỹ cam. So với mỹ hồng, mỹ cam, mỹ vàng, tím sen, đây là một trong những hàng đắt đỏ trên thị trường mà các bạn yêu thích nhé. Đây rất đẹp đây. Còn hiện tại ở trên này thì có một số bông đang nở này. Đây, hình ảnh của bông trang mỹ cam chân thật nha mọi người. Đẹp không? Hiện tại thì bầu trời đang âm u cho nên chất lượng hình ảnh thì nó cũng có phần bầu trời âm u nên chất lượng hình ảnh cũng có phần nào thì không được sáng nha mọi người, cho mọi người theo dõi.
Các bạn biết đó, tuy bông trang Mỹ Cam thì một trong những loại bông mà được rất nhiều người mọi người yêu thích, bởi vì thứ nhất là màu sắc, màu cam, vitamin A. Thứ hai là trên bông thứ nhất là dày, thứ hai lá cũng rất là đẹp nha mọi người. Đây cũng kiểu như lá nhựa nhưng là rất đẹp. Nhưng có một đặc điểm là trang Mỹ Cam không thơm như là trang Mỹ Hồng, trang trắng lá trung, trang tím sen và một số loại trang hồng phấn, một số loại bông trang khác nha mọi người. Thì đặc biệt thì không thơm như là những loại bông khác như Mỹ Hồng thôi. Nhưng so về thân cốt lá thì bông trang Mỹ Cam thì cũng nằm trong thuộc top mà mọi người yêu thích nhé. Đây Hòa dẫn thêm những cây mà đang lỗ bông này. Đây mọi người, cũng là một cốt lên rồi, sau này chơi tùm nhé, chơi lùm lên, chơi tàn ở trên nhá. Rồi một phần ở dưới này thì sau này Hòa sẽ cắt bỏ hết này, cắt hết để nhâm giống này. Một cốt luôn, cây này to hơn ngón tay. Đây, bông hiện tại bông đang nở rất đẹp, đang chuẩn bị vào mùa Tết rồi thì cũng ra bông chơi Tết nhá. Đây cũng có nắng lên rồi. Đây các bạn, một nhành nhỏ nhưng ra tầm khoảng chục cái húp, chục cái bông rồi. Thì cây còn nhỏ cho nên bông còn nhỏ. Đặc biệt là khi cây lớn lên thì bông rất dày và đơm bông nhá. Này các bạn nhìn kỹ. Đây là một trong những mà cây bông mà các bạn nên mua về để sở hữu chơi trong vườn của mình. Vitamin A siêu đẹp. Đó, các bạn nhìn mặt bông đi, vitamin A siêu đẹp luôn nha. Vì sao mà Hòa giới thiệu đến biết vì sao hôm nay gần Tết rồi thì Hòa để giới thiệu đến cho các bạn cùng biết, thì nên đây là một trong những mà cái loại bông mà trong tương lai các bạn nên tìm hiểu để chơi. Vì sao nó lỗ bông quanh năm. Thứ hai là cái mình có thể dùng bông này để mình chơi Tết luôn, khỏi cần phải mua bông cúc, bông thọ, bông trang, bông cúc, bông thọ, một số loại bông khác mà mình tốn tiền nhá. Rồi mình mua về rồi không dùng chơi một thời gian rồi lại bỏ nữa. Đặc biệt thì hôm nay Hòa giới thiệu nội dung như vậy để các bạn cùng biết, thì lỡ mình bỏ đi, mình khỏi dùng nữa. Mình không chơi những bông thọ, bông đồ xài trong vòng tuần bỏ. Mình chơi bông này, thứ nhất là giá cả hợp chăng, thứ hai bông đẹp, các bạn thích màu nào cũng có. Đặc biệt không biết thì bấm vào comment bên dưới để lại cho Hòa like và subscribe, đăng ký kênh, theo dõi kênh của Hòa. Hòa sẽ chia sẻ những video về các loại giống bông trang, màu sắc, đặc điểm, ưu và nhược điểm cho các bạn cùng xem, rồi mình tìm hiểu, mình giống về mua nhé. Mua về chơi cho vui, có bông đẹp, cùng theo dõi video của Hòa nhé. Bây giờ thì Hòa dẫn thêm một số loại bông cây khác, bởi vì trong vườn Hòa rất là nhiều, hiện tại đang Mỹ Cam đang nở rất nhiều nha. Đây, còn những cây này thì Hòa đang để chơi này, đó, đang nở rất nhiều, rất đẹp nhá. Các bạn theo kênh Hòa, theo dõi kênh Hòa, hãy để lại cho Hòa một like, một subscribe, đừng quên ủng hộ kênh Hòa càng ngày càng phát triển nhá. Chào các bạn quay trở lại, hiện tại thì trời đã đổ chiều rồi. Đây mọi người, đang bắt đầu xế chiều, thì Hòa tạm dừng video tại đây nhá. Mọi người theo dõi video của Hòa đừng quên để lại cho một like phía bên dưới nha mọi người, comment phía bên dưới video nếu các bạn thích bông này, thì hãy để lại lời nhắn phía bên dưới hoặc liên hệ Zalo của Hòa qua số điện thoại 0937139756 nhá, để đặt cây giống về cùng chơi với Hòa. Còn bây giờ đừng quên nhấn like video, chia sẻ mọi người cùng xem và đăng ký kênh của Hòa, theo dõi những video mới nhất của kênh của Hòa từ đây về sau nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày thật nhiều may mắn.